Đây là một chiếc điện thoại mà khi mình đăng lên Instagram, anh em vào comment thì có đến ba chiếc máy khác nhau. Một con là K4 Note, con thì là Vine X3, người thì là comment đây là A7010. Và kết cục đây là một chiếc điện thoại của Lenovo và mình xin chia sẻ mọi người. Chiếc máy mình đang có ở đây thì là hàng chính hãng và chính xác, đây là Lenovo Vine X3. Và nhà sản xuất Lenovo năm nay có chung một ngôn ngữ thiết kế này dành cho ba chiếc máy khác nhau. Và ở đây chiếc Vine X3 thì có gì nổi bật? Điểm đầu tiên là các bạn sẽ có trong mình đó là hai loa phía trước, trên và dưới. Vâng, rất hiếm các sản phẩm của Lenovo có loa kép như thế này. Và nhà sản xuất này họ đã tận dụng một thiết kế, mình phải công nhận con này rất là đẹp. Phía trên và phía dưới loa làm cân đối, viền của nó làm rất mỏng, cả bên viền hai bên đều làm có thể nói là sexy, tận dụng tối đa là không gian của màn hình trước. Mình nghĩ rằng Lenovo đang làm rất tốt điều mà ngày xưa HTC vẫn bị người ta chê, đó là tận dụng màn hình trước không ngon. Ở phía bên cạnh phải sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng, và bên trái chúng ta sẽ có khay đựng SIM, nó sẽ hỗ trợ hai SIM hoặc là một SIM một thẻ nhớ. Mặt lưng chúng ta sẽ tìm thấy được cảm biến vân tay. Có thể nói rằng là cái thiết kế ở phía sau của Lenovo Vine X3 cũng tốt, khi mà toàn bộ cái phần kim loại nhô lên sẽ bao gồm cả biến vân tay này, camera này, đèn flash LED kép. Biểu tượng Lenovo và mặt lưng này được thiết kế cái dạng giống như kiểu là baby skin, đó là mềm và mịn như da em bé và sờ lâu nó thành da rắn. À, đây sẽ có biểu tượng của Dolby Atmos thì mặt lưng này sờ vào rất thích, cầm trong tay tốt nhưng nó sẽ nhanh chuyển sang màu tròn lòng. Phần khung của máy làm từ kim loại, điều này tạo nên sự chắc chắn và rất sang trọng. Nhìn kỹ một chút thì nó khá giống với phần khung của trên cái chiếc OnePlus 2. Chúng ta sẽ có cổng sạc bên dưới và bên trên sẽ có jack cắm tai nghe, kèm mắt hồng ngoại điều khiển từ xa. Một tính năng rất ít khi xuất hiện trên các máy Lenovo, nhưng mà con này bỗng dưng lại có thêm mắt hồng ngoại điều khiển từ xa, cho phép chúng ta có thể sử dụng để điều khiển các thiết bị trong gia đình, bao gồm cả là máy chiếu này, chúng ta có thể điều khiển được cả điều hòa vân vân. Quay về mặt trước là kích thước 5,5 inch, có độ phân giải là Full HD, sử dụng công nghệ tấm nền IPS. Chất lượng hiển thị của cái chiếc máy Lenovo Vine X3 này là rất tốt. So sánh với những con trước đây của Lenovo thì tình trạng ám vàng của nó đã được cải thiện tốt hơn nhiều, ít ám vàng nặng nề và màn hình của chúng ta có khả năng phản hồi tuyệt vời. Khi mà mình xem thì màu sắc tươi, góc nhìn tốt và ra ngoài trời cũng rất dễ nhìn. Nói chung là màn hình của Lenovo thì ít khi chúng ta phải chê cái khả năng hiển thị của nó lắm. Và về cấu hình, máy cũng đang sử dụng vi xử lý là 808, khá lạ đúng không? Và chúng ta sẽ có 3GB RAM mà hiện nay đang cài trên phiên bản Android là 5.1. Và với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có được một cái hiệu năng tốt với chip 64 bit, vi xử lý Snapdragon 808 là tuyệt vời. Có thể khẳng định các bạn đây là một con máy hướng đến phân khúc cao cấp, chứ không phải là những cái phân khúc tầm trung và giá rẻ mà trước đây Lenovo vẫn hay làm. Nhưng mà ở phân khúc cao cấp thì nó lại mức giá chỉ khoảng là dưới 11 triệu đồng, tức nghĩa là một mức giá quá là tuyệt vời cho các bạn có thể trải nghiệm luôn. Tuy nhiên cái điểm yếu mà mình đầu tiên thấy được ở trên chiếc máy này là camera chưa ngon. Camera của sản phẩm này gần như là không thể hiện được nhiều nếu mà so với những đối thủ cạnh tranh ở phân khúc 11 triệu đồng hiện nay đang có mặt trên thị trường. Mình cầm lên và sử dụng lập tức là có thể cảm nhận được điều nó ngay, mặc dù nó mang cho mình một cái giao diện chụp ảnh hoàn toàn mới. Đó, chúng ta có thêm rất nhiều option như là HDR nghệ thuật, che mờ hậu cảnh, chân dung tự chụp toàn cảnh, video chuyển động nhanh vân vân. Nhưng mà nếu mà xét về chất lượng chụp thì đây vẫn là được xem điểm yếu của nó. Bù lại chúng ta có một cục pin cực kỳ trâu, với dung lượng pin lớn thì thoải mái cho việc lướt web, xem phim, chơi game của người tiêu dùng. Như vậy mình đã trên tay và chia sẻ với mọi người một chiếc điện thoại để thiết kế đẹp, phải nói mình cực kỳ thích các ngôn ngữ thiết kế mới năm nay của Lenovo. Ngoài ra thì chúng ta có màn hình đẹp, cấu hình của nó cao và mọi người có thấy là mức giá hết sức hợp lý. Và mọi người muốn so sánh với sản phẩm nào mời comment chia sẻ bên dưới. Cảm ơn cửa hàng TechOne đã cho mượn chiếc máy để thực hiện video này. Hiện nay theo thông tin mình biết thì TechOne sẽ được bán độc quyền cái phiên bản cao cấp là 3GB RAM này, còn một phiên bản khác của chiếc máy này rút gọn hơn là Lenovo A7010. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.